Anh nói thêm một câu về ba của tôi nữa coi. Cậu mau buông tôi ra, buông tôi ra. Nói thêm một câu nữa coi. Liễu Thanh Dương, giám đốc Tôn, làm phiền anh thông báo cho phòng tài vụ lấy cổ phần của tôi đổi ra tiền mặt, cá nhân của tôi đầu tư hoàn thành thu mua. Trước việc này tôi cũng đang làm đây, hai người vất vả rồi. Giấy nợ có tác dụng gì? Ba cậu không phải cũng đã bỏ chạy rồi sao? Thằng khốn kiếp, không thể làm được thì đừng cố làm nữa. Dạ dạ dạ, không phải, con đang đầu tư cho tương lai thôi. Tương lai còn tính cũng không thể quá xa được. Không ngờ cô thực sự tới đây. Tôi nói là sẽ đồng ý giúp anh, đương nhiên là nói phải giữ lời rồi. Anh muốn tôi mua gì đây? Toàn bộ. Bao nhiêu tiền? 3 triệu tệ. Nếu như cô thấy 3 triệu tệ nhiều quá thì cô để tôi nghĩ. Tôi đồng ý.